Xem ngày tốt bốc bát hương tháng 12 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thần tài, bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập ban thờ mới như ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Táo, cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 12 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gọ vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp bát hương trở nên ấm cúng và linh thiêng hơn. 4. Ngũ vị hương. Giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Tờ dị hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn, đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 12 âm lịch để bốc lại bát hương cho hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác, vì nó thuộc một phần nghi lễ, tế lễ nên nó sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cấp, lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân, quân, ngọc, hạp ký để lựa chọn ra ngày tốt đẹp nhất bốc bát hương mới, cũng như bốc lại bát hương trong tháng 12 âm lịch, cụ thể như sau. Ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa, có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa phá tận con cháu, như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân đã sát trong bản án Thiên Tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết những ngày nào trong vòng 60 của lục giáp, tuần trong các vì sao, hoặc ở đại phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa. Vì thế ngày Chân Quân mới chép sành rẽ, làm quyển ngọc hạp để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân, mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung.
Thưa quý vị, tháng 12 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch, kiêng kỵ cấm bốc bát hương. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch, tiến hành việc bốc bát hương, thờ cúng. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta loại bỏ là những ngày sát chủ, trong tháng 12 âm lịch là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn, 19 mậu thìn, đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. Ngày xấu thứ hai là ngày thọ tử, trong tháng 12 âm lịch là những ngày dậu, bao gồm mùng 2 tân dậu, 24 quý dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ ba là ngày nguyệt phá, là những ngày mùi, bao gồm mùng 10 kỷ mùi và 22 tân mùi. Ngày xấu thứ tư là thiên địa chuyển sát, là ngày mùng 3 nhâm tý và 27 bính tý. Ngày xấu thứ năm là tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 nhâm tý, mùng 7 bính thìn, 13 nhâm tuất, 18 đinh mão, 22 tân mùi và 27 bính tý. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ sáu là nguyệt kỵ, bao gồm mùng 5 giáp dần, 14 quý hợi, ngày 23 nhâm thân. Đây là 3 ngày cực xấu kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ bảy là ngày con nước, là ngày mùng 7 bính thìn và 21 canh ngọ. Ngày xấu thứ tám là ngày xương công kỵ, là ngày 19 mậu thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc, gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch để tiến hành bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng hứa chân quân ngọc hạp ký để tìm ra ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách này đã có đầy đủ các kiến thức từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới các bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo hứa chân quân Ngọc Hạp Ký, cắt hung từng ngày trong việc bốc bát hương như sau. Ngày mùng 1 Canh Tuất, mùng 2 Tân Hợi, chư thần tại thiên nếu lễ bái hạ bá xạo lộ tạ được tốt, còn tiến biểu trương thì lại bị tai họa rất xấu. Ngày mùng 3 Nhâm Tý, mùng 4 Quý Sửu, lễ bái rất xấu vì các vị thần ở thiên cung. Ngày mùng 3 còn trùng với ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. Ngày mùng 5 Giáp Dần và mùng 6 Ất Mão, chư thần ở nhân gian địa phủ, lễ bái cầu phúc mọi sự đều tốt cả. Tuy nhiên ngày mùng 5 là ngày nguyệt kỵ nên không bốc bát hương vào ngày này được. Ngày mùng 7 Bính Thìn, mùng 8 Đinh Tỵ, mùng 9 Mậu Ngọ, mùng 10 Kỷ Mùi, chư thần tại thiên 4 ngày này tế tự rất xấu. Ngày 11 Canh Thân, ngày mở đường 5 phúc cửa trời mở rộng, nếu tế lễ làm chay thượng biểu được phúc 100% rất tốt. Ngày 12 Tân Dậu, chư thần Hầu Ngọc Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ nếu lễ bái tế tự rất xấu. Ngày này cũng là ngày thụ tử, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. Ngày 13 Nhâm Tuất, 14 Quý Hợi là ngày lục thần cùng nhật, nhân gian cầu phúc phạm phải sẽ bị cô quả bần cùng 100 việc đều không lợi rất xấu. Không những vậy, ngày 14 Quý Hợi còn là ngày nguyệt kỵ, tuyệt đối không bốc bát hương vào những ngày này. Ngày 15 Giáp Tý và 16 Ất Sửu, cầu các thần đều ở dưới đất, nếu ai lễ thánh, cầu thần, cầu tự, cầu phúc thì được phúc 100%. Đây là hai ngày tốt tiến hành bốc bát hương trong tháng 12 âm lịch. Ngày 17 Bính Dần, nhật chư tại thiên, nếu ai lễ bái cầu phúc, tế tự thần núi sông, chiêu hồn, thay mệnh thì chiếu tai họa không nên dùng. Ngày 18 Đinh Mão, 19 Mậu Thìn và 20 Kỷ Tỵ, mọi thần ở tại đất, ba ngày này rất tốt, nếu lễ bái thượng biểu tứ tự chiếu hôn, bái mệnh lập giàn, làm chay cầu con cái được phúc 100%. Ngày 18 trùng ngày tam nương, ngày 19 là ngày xương công kỵ nên ta chỉ chọn được ngày 20 Kỷ Tỵ tốt để bốc bát hương. Ngày 21 Canh Ngọ, ngày 22 Tân Mùi, chư thần ở trên trời, hai ngày này không nên tế tự lễ bái gì cả. Ngày 22 là ngày tam nương kiêng kỵ mọi công việc. Ngày 23 Nhâm Thân, mọi thần đều ở trên trời rồi lại xuống địa phủ. Nếu ai tế tự cầu phúc, thượng biểu, bái trương, cầu trai, xin gái, thụ phúc 100%. Tuy nhiên ngày này là ngày nguyệt kỵ nên ta không chọn. Ngày 24 Quý Dậu, tế tự thần hà bá, thủy quan thì tốt, còn các việc lễ bái khác đều xấu. Các thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ, chỉ nên làm những việc lễ bái nhỏ như lễ cầu yên, nhưng lễ vào giờ thìn thì tốt, ngoài ra thì xấu.
Ngày 25 Giáp Tuất, 26 Ất Hợi, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian. Nếu người nào có phúc, tế tự hoàn nguyện, thượng biểu trương tài, được công đức vô lương. Ngày 27 Bính Tý, 28 Đinh Sửu và 29 Mậu Dần. Ngày này rất xấu, không lên lễ tế vì chư thần phá thiên tạo, vận của Ngọc Hoàng Tây, Hà Tiểu Thạch, sao trực ngạn, cho nên ai lễ bái cầu phúc là tai chiêu, tai họa, hại người tốn của. Ngày 30 Kỷ Mão, các thần tại địa phủ, nếu ai cầu phúc thì lợi ích cho con cháu, được vinh hoa phú quý. Vì ngày này là ngày sinh nhật của vị thiên thánh được 44 sinh là tốt. Như vậy là chúng ta đã xét xong những ngày trong tháng 12 âm lịch và tìm ra 8 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta xét là những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng những ngày này sẽ được lộc trời cho giàu sang phú quý. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ngày mùng 1 Canh Tuất là ngày kỵ tuổi Thìn, hợp tuổi Dần, Ngọ Mão và những người có thiên can là Ất. Ngày mùng 2 Tân Hợi, ngày này kỵ tuổi Tỵ, hợp người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can là Bính. Ngày mùng 6 Ất Mão, ngày này kỵ tuổi Dậu, hợp người tuổi Hợi, Mùi, Tuất và những người có thiên can là Canh. Ngày 11 Canh Thân, ngày này kỵ tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 15 Giáp Tý, kỵ người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 16 Ất Sửu, kỵ người tuổi Mùi, hợp người tuổi Tỵ, Dậu, Tỵ và những người có thiên can là Canh. Ngày 20 Kỷ Tỵ, kỵ người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Giáp. Ngày 30 Kỷ Mão, kỵ người tuổi Dậu, hợp người tuổi Mùi, Hợi, Tuất và những người có thiên can là Giáp. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày bốc bát hương trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn gì thêm về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!